Trái nào cho nấy tốt trái hả? Mười mấy ký không? Sáu tám. Trái quá tốt trái. Trái này nó đều quá ha, mười mấy ký không ha? Bỏ trong cái xe còn xe phải không? Kia. Ồ ừ, cháy. Cái đó nó nặng ký mà nó không đẹp ha. Trái này tự. Trái nào trái nấy thì quá đẹp. Da nó đẹp. Bắt này quá đều trái à, mười mấy ký không à, mà có một cái nó không có tròn đều ha, chợ cũng có lớn cũng có 50-50. Ừ, nó không nó đâu được, nó cũng không đều, nó không có tròn đều thôi, trái trái thì trung bình là im đó, mười mấy ký không à? Nó cũng đẹp, trái bự nhưng mà nó hơi không tròn không đều hết. Nó không đều, nó không tròn đều quá. Khó nhau không? Bà đúng nhất. Ừ. 55. Sao mà bà Sáu tối ngày không kiếm chị đi không trời? Không có nước ngoài sao? Cái gì? Không điện. Uống trái này không? Hết sức cái trái. Trái này trái này chắc hai mấy ký của ta. Đẹp luôn á. Quá hay, trọng này quá hay rồi. Trái nào trái nấy đều rang luôn, mười mấy ký. Có trái này lép một à. Vô mánh luôn phải không? 15.000 thôi, có 20. 15.000 thôi, cũng vô. 15.000 thôi, cũng không? Quá đi cái. Con kiến được hai mấy ngàn, 26 ngàn. Có một cái nó không có căng ha, trái này cũng được, nó không có căng, đều. Để đi. Quá. Mít nào trái mít nấy rồi, thấy nhìn đá mắt thì chứ. Cái này cho nó nhìn đã mắt thiệt. Ôi hô nguyên cái vàng mít kìa tạo. Trái kìa, đều kìa. Gung mình luôn hả em? Khi gung tay chứ hả? Gung tay chứ hả? Rồi cái này trả gì nước đi, cái này không được. Trả gì nước hả? 75 ký. Cái nào cho nó quá thế. Hôm nay mới thấy cái dàn mít này đều cỡ này. Mấy ký không? Trồng số 2 với trời. Trăng 3 cái mít cho anh chủ hả? Lớn 13 ký. Rồi của ông kia 21 ký chợ. Dạ. Dạ. Mít quá đẹp. Đều quá đẹp. Trời ơi.
bao hay gì. Nói chung bước qua đây là cho thằng Lạnh đứng ở chân căng. Để nó đứng bánh nói chuyện mày. Để nó đi. Trắng cái nhà luôn đó vậy. Chắc con đem được không? Sao không tới vậy? Không tới. Chắc con đó luôn đi. Bên kia thì chắc có cửa nhà này kìa. Kỳ. Cửa nhà ta kỳ lắm. Cái bên. Này. Rồi. 79. 79 kg. Ai vô vậy? Vậy? Nó xuống mình cũng không có biết đường luôn. Chứ theo như này mà mười mấy ngàn ký thôi thì vô mánh. Cái này là nhiều nhất rồi đó, đầu mua rồi. Trái quá tốt trái luôn. Mới ra trên bãi đầu trên. Còn có chợ hỏi chắc xác luôn. Có cái sọt đó mình căng được nhiều ký ha. Mấy thằng này mượn ba lót dưới đám mây rồi. Như nào? Vậy đó nằm đó chợ. Chừng cái sọt cạnh nó hơi. Không dám nãy giờ cũng dám đâu. Đưa đây gì nữa. Cũng không nói thừa, đây nó thừa thằng mượn cái căn lúa. Kêu. Nhiêu ký? 87. 87 ký. Đâu bà. Mặt kính chuyện ngoài. Bây giờ mất đầu dám quá, tính chuyện này chứ. Bọc tay chứ. Kiểu như bởi tôi mà. Bọc cái trái. Mít ít méo không mít là. Mít là nước màu nhiều, mít của sáu. Cái da nó không đẹp bằng cái mít đấy. Cái da xanh mà lại tốt trái. Đào cũng được. Ngon ơi. Ơi 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 ơi. Đụng cái hả, không biết vụ gì. Giống như chơi banh vậy. Có đâu. Có sợ. Tao nói chứ quay gọi bị túi bị túi năm là họ có tiền thường nha. Mới nói chứ cái này chưa xuống hết chưa đúng. Chắc cũng phải vào kiếm chứ. Banh cái kiếm nghe cái nước luôn rồi. Đụng ngán bố hả? Đụng chắc cũng bố. Một kiểu trẻ kiểu nhanh nè. Mấy bà đó đóng lúa không biết ý đó. Biển số gì 67D2 00 tư năm. Đây đó mà đã hai mấy ký.
Thôi à, bà cắt chứ tôi cắt cái nào ạ? Trời ơi, còn ngon nghe, còn ngon nghe. Không tin hả? Bà lỡ tháo vào ra. Tháo vào cái lạc ổng luôn. Sức cuốn rồi rồi. Trời ơi, trời 61 hả? 61kg. Quá thấy cái đống mít rồi. Rồi kết thúc.